Thưa quý vị, vài ngày trở lại đây, đông đảo người dân thành phố Hồ Chí Minh đã kéo đến nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11 để đến chiêm ngưỡng ba con thú bông khỉ khổng lồ. Khỉ là linh vật năm 2016 và theo chia sẻ của khán giả Phạm Hà An có số điện thoại 0984 3 số cuối là 681 thì ba chú khỉ đang được trưng bày tượng trưng cho một gia đình với lời chúc cho Tết Bính Thân, mọi gia đình đều sum vầy hạnh phúc. Ba con thú bông hình khỉ này là tác phẩm được chế tác bởi một công ty may mặc cùng các nghệ nhân làm tượng, được trưng bày tại nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11 trong những ngày gần đây. Con khỉ lớn nhất là khỉ bố, có chiều cao 4m, đường kính 2m8. Khỉ con có chiều cao 2m8, đường kính 1m9. Ba chú khỉ bông này được tạo thành từ một khối thạch cao và được bọc bởi một lớp áo vải bên ngoài. Những người thợ chế tác thạch cao phải mất hơn 3 tuần để hoàn thiện phần thô. Còn phần tạo lông, công ty may cũng mất khoảng 2 tuần để hoàn tất. Công tác tạo hình cuối cùng là của những người thợ trang trí. Họ đã phải sơn, phết để tạo màu sắc sinh động. Nhờ có sự kết hợp giữa thạch cao và vải đã làm cho linh vật thêm mềm mại, sống động và dễ thương hơn. Theo chia sẻ của khán giả Phạm Hà An, ngay từ khi trưng bày, ba thú bông hình khỉ khổng lồ này đã thu hút rất nhiều người dân, nhiều người còn dẫn con em đến quay phim và chụp hình. Được biết tác phẩm này sẽ được trưng bày từ nay đến hết Tết Nguyên đán 2016.